quý khán giả và các đồng chí, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao giới thiệu đồng chí Tổng Bí Thư là nhân sự để kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 bầu làm Chủ tịch nước. Ngay sau khi có thông báo phát đi, trên không gian mạng đã xuất hiện nhiều bài viết, video clip đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên hiện nay, đông đảo dư luận người dân gọi việc Tổng Bí Thư đồng thời là Chủ tịch nước bằng cụm từ hợp nhất, kiêm nhiệm hay nhất thể hóa còn đang là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Đặc biệt là các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc bóp méo. Với sự tham gia của vị khách mời là đồng chí Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chánh Văn phòng Quốc hội, chương trình Nhận diện sự thật hôm nay sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước hết xin được cảm ơn đồng chí Vũ Mão đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, mời đồng chí cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip sau đây. Trong tác phẩm Tha ít mà tốt, xuất bản tháng 3 năm 1923, Lenin đã nêu vấn đề thống nhất giữa cơ quan của Đảng Cộng sản cầm quyền với cơ quan chính quyền. Làm thế nào có thể kết hợp được một cơ quan đảng với một cơ quan chính quyền Xô Viết? Phải chăng sự kết hợp linh hoạt của yếu tố chính quyền với yếu tố đảng lại không phải là một nguồn sức mạnh phi thường trong chính sách của chúng ta? Lenin đòi hỏi nghiên cứu nghiêm túc để có thể sắp xếp lại bộ máy các cơ quan lãnh đạo theo hướng thả ít mà tốt. Chỉ có làm cho bộ máy của chúng ta trong sạch đến tột mức, chỉ có giảm bớt đến mức tối đa tất cả những cái không tuyệt đối cần thiết, chúng ta mới có thể đứng vững được. Những chỉ dẫn trên đây của Lenin thực sự có ý nghĩa sâu sắc đối với khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học tổ chức. Trên thực tế, ở nước Nga và Liên Xô trước đây, người lãnh đạo cao nhất của đảng cũng là người nắm chức vụ cao nhất của nhà nước. Lenin, người lãnh đạo tối cao của đảng, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Dân ủy từ năm 1917 đến 1924. Sau đó, từ năm 1924 đến năm 1991, các Tổng Bí Thư của đảng đều là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Xô Viết tối cao. Sau năm 1991, các nước kiên định con đường xã hội chủ nghĩa đều có mô hình tổ chức kết hợp lãnh đạo đảng và lãnh đạo nhà nước. Ở Việt Nam, với thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ tối cao của đảng và từ tháng 2 năm 1951 là Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời là Chủ tịch nước đến khi người qua đời tháng 9 năm 1969. Đây cũng là tập quán chính trị thông lệ quốc tế. Vì vậy, Tổng Bí Thư đồng thời là Chủ tịch nước cũng là việc tự nhiên, hợp ý đảng, lòng dân, được dư luận đồng tình ủng hộ. Thưa đồng chí Vũ Mão, phóng sự vừa rồi thì đã đưa ra những chỉ dẫn về cơ sở lý luận và thực tiễn người đứng đầu của đảng, đồng thời cũng là người đứng đầu nhà nước. Đây cũng là một tập quán chính trị và cũng là thông lệ quốc tế. Việc Hội nghị Trung ương 8 thống nhất giới thiệu đồng chí Tổng Bí Thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước trong điều kiện hiện nay thì đồng chí thấy như thế nào? Việc Tổng Bí Thư đồng thời là Chủ tịch nước trong cái hoàn cảnh hiện nay là rất là tốt, nó phù hợp. Và cũng đã đến độ chín muồi rồi. Thực ra vấn đề này cũng không phải là quá mới. Vì với chúng ta thì thời kỳ Bác Hồ, năm 1951 đại hội 2 của đảng ấy, thì Bác là chủ tịch đảng. Và khi đó đồng thời Bác là chủ tịch nước. Thế đến khi năm 69 Bác mất thì sau đó thì nó do cái hoàn cảnh của đất nước, rồi do nhân sự cụ thể. Thì chúng ta phân chia cái vai trò của đồng chí Tổng Bí Thư với Chủ tịch nước thì nó ở hai người đảm nhận cho đến vừa qua. Thì tất nhiên là mỗi phương án thì nó đều có cái mặt tốt, có mặt nhược. Nhưng mà theo tôi đó, mặt tốt nhiều hơn. Và trong cái điều kiện hiện nay, cái nhân sự cụ thể đó, việc đồng thời đó là cần thiết. Và tôi hiểu rằng là nó phù hợp với cái mà chúng ta mong muốn và nó phù hợp với cái thông lệ quốc tế. Trong đối nội cũng tốt và trong đối ngoại cũng rất tốt. Vậy thưa đồng chí Vũ Mão, vấn đề này thì có trái với hiến pháp và các quy định của pháp luật Việt Nam hay không? Thực ra là không có trái, hoàn toàn đúng. Vì hiến pháp của chúng ta quy định về việc bầu chủ tịch nước ấy, thì nói là bầu chủ tịch nước trong số đại biểu Quốc hội. Thì tất cả đại biểu Quốc hội đều có quyền là được giới thiệu, được ứng cử, được bầu cử. Thì đấy là cái lý thứ nhất. Cái thứ hai đó, đồng chí Tổng Bí Thư thì thường thường là tham gia đại biểu Quốc hội. Là đại biểu Quốc hội thì có quyền được ứng cử. Và đại biểu Quốc hội có quyền đề cử ông ấy để bầu chủ tịch nước. Thế cái thứ ba nữa, tức là
thực tế là nước ta đã có rồi. Bác Hồ là chủ tịch của Đảng và đồng thời cũng là đại biểu Quốc hội và được Quốc hội bầu là chủ tịch nước. Tiền lệ có rồi mà tất cả cái đó suôn sẻ lắm, tốt lắm. Và cái thứ tư nó là trên thế giới này, khi cái đảng cầm quyền người ta chung cử thì họ trở thành đảng cầm quyền, và đương nhiên người ta cử cái người đứng đầu đảng đó, có thể gọi là chủ tịch đảng, có thể gọi là tổng bí thư, để ra thành lập chính phủ. Và có thể tức là khi trong cái quá trình đó có những cái cơ chế khác nhau, có nước thì gọi là tổng thống, bầu tổng thống thì có cái tranh cử, thì cái người cao nhất của cái đảng đó được ra tranh cử, và nếu trúng thì được là tổng thống. Thế còn ở nước mà theo chế độ gọi là có vua đấy, thì cái người cao nhất của đảng đó và cái đảng đó được đa số phiếu thì họ được thành lập chính phủ và họ là thủ tướng. Thế cái chuyện đó nó là cái chuyện rất bình thường, nó đương nhiên, nó thành một cái thường lệ quốc tế rồi. Cho nên vấn đề này thì nếu mà chúng ta hiểu cho đúng, cho sâu sắc, cho rõ thì nó rất bình thường, không có vấn đề gì là vi hiến, không có vấn đề gì trái pháp luật cả. Theo đồng chí thì việc Trung ương giới thiệu đồng chí Tổng Bí Thư làm nhân sự để bầu làm chủ tịch nước thì tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước như thế nào? Trong cái hoàn cảnh hiện nay đó, thì việc đồng chí Tổng Bí Thư đồng thời được giới thiệu để Quốc hội bầu là chủ tịch nước là rất tốt, rất phù hợp. Nó mới lẽ. Thứ nhất là như tôi nói là tiền lệ ta có rồi. Và cái sự kết hợp đó, sự phối hợp đó, đồng thời đó, nó rất tốt. Thứ hai là phải xét về cái nhân sự cụ thể. Vì chúng ta nói là thủ lĩnh mà, ngọn cờ mà. Thì trong cái điều kiện hiện nay, tất nhiên là trong dư luận nhân dân rồi ý kiến này, ý kiến khác cũng chưa phải là có cái là hoàn toàn chia sẻ, đồng tình với tất cả những gì ở đồng chí Tổng Bí Thư. Nhưng mà nói chung là người ta thấy là lúc này đồng chí Tổng Bí Thư rất xứng đáng. Đồng chí Tổng Bí Thư có uy tín. Đồng chí Tổng Bí Thư đã tiến hành những cái công việc mà trước đây chưa làm được. Đó là chống tham nhũng, chống cụ thể, chống rõ ràng và cũng tạo dần được cái niềm tin của nhân dân. Thế cho nên là bây giờ việc đồng chí Tổng Bí Thư hiện nay với uy tín như vậy, với kinh nghiệm như vậy thì đồng thời là chủ tịch nước thì rất là tốt. Tuy nhiên tôi nghĩ là như vậy nhân dân chúng ta, bản thân tôi cũng vậy thôi, cũng mong muốn đồng chí Tổng Bí Thư đồng thời là chủ tịch nước phát huy hơn nữa và khắc phục những thiếu sót nhược điểm của mình để lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đảng ta, lãnh đạo nhân dân chúng ta có bước tiến, bước phát triển tốt. Vì đó là cái nguyện vọng của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Vũ Mão. Tiếp tục chương trình Nhận diện sự thật hôm nay, mời quý khán giả và các đồng chí chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước là hai chức vụ khác nhau, có cơ chế hoàn toàn khác nhau, hai cơ quan khác nhau, không thiên vai nào chính, vai nào phụ, vì thế không thể nói là hợp nhất, kiệm nhiệm hay nhất thể hóa. Nói một cách dễ hiểu thì đây là bầu cho một người để làm hai công việc này. Có nhiều quan điểm trên mạng cho rằng đây là việc hợp nhất hóa chức danh Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước, thì theo tôi đây là quan điểm hoàn toàn sai trái. Bởi vì Tổng Bí Thư thì do Đại hội Đảng bầu ra, và Chủ tịch nước thì do Quốc hội bầu ra, và Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, là người lãnh đạo cao nhất của nhà nước. Và hai chức danh này thì có chức năng và nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau. Nếu dùng từ hợp nhất, nhất thể hóa, nghĩa là hai chức danh trên sẽ nhập làm một. Như vậy Đảng sẽ làm thay Quốc hội chức năng bầu nguyên thủ quốc gia. Đó chính là xuyên tạc bản chất sự việc, phủ định nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo nhưng không làm thay nhà nước. Bên cạnh đó, họ nói như vậy còn để dẫn dắt dư luận theo hướng ngộ nhận rằng Đảng, nhà nước ta dập khuôn mô hình của nước này hay nước khác, từ đó tạo ra tâm lý kích động, gây ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế để quay ra chống Đảng và nhà nước. Các cái thế lực thù địch và những cái người mà cơ hội rồi người ta đang muốn hạ uy tín của Đảng rồi bôi nhọ cá nhân các đồng chí lãnh đạo vân vân, thì người ta dùng đủ mọi thủ đoạn để người ta làm cái điều đó. Nhưng trên thực tế mình phải hiểu rạch ròi vấn đề đó và mình phải hiểu và giải thích cho nhân dân cái việc này là hoàn toàn không có gì vi phạm pháp luật, không phải là việc làm vi hiến, mà cái điều đó là kể cả với lý luận thực tiễn cũng như trên thế giới, nhiều quốc gia, nhiều nước người ta, cái đảng cầm quyền vẫn là cái người mà lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhà nước. Trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay,
Thưa đồng chí Vũ Mão, phóng sự vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì là hai chức vụ hoàn toàn khác nhau, có cơ chế khác nhau và vì thế thì không thể là gọi là hợp nhất, kiêm nhiệm hay là nhất thể hóa. Ông có thể lý giải như thế nào về điều này? Thực ra đó thì trong dân gian rồi đôi khi nói nó vắn thì cứ nó nói là kiêm này, rồi nhất thể hóa này, hoặc là hợp nhất. Thì đúng ra là cái nói như vậy thì nó không chuẩn lắm, không chính xác lắm. Vì đây là hai cái chức danh hoàn toàn độc lập. Và cũng có thể là ở cái hoàn cảnh nào đó thì hai người làm hai cái chức danh đó. Trong hoàn cảnh nào đó mà một cái người mà đủ năng lực, đủ uy tín, đủ tín nhiệm thì là Tổng Bí thư, đồng thời là Chủ tịch nước. Thì cái đó là cái trường hợp rất tốt. Thế cho nên ở đây đó thì tôi thấy là không nên dùng cái danh từ kết hợp này, kiêm nhiệm này, hay nhất thể hóa. Vấn đề nhất thể hóa nó khác lắm, nó nhiều vấn đề lắm. Thì đây ta cứ dùng danh từ nó rất là bình dị, rất là chân phương, tức là Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước. Vì hai cái đó, tức là nó hai cái chức danh và đồng thời cái nhiệm vụ quyền hạn nó khác nhau. Vâng, hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Và nếu mà đồng chí mà đồng thời cái đó, thì đồng chí phải làm cả hai cái chức năng đó. Và tất nhiên nó sẽ khó hơn. Lúc nào là vai Tổng Bí thư, lúc nào là vai Chủ tịch nước. Nhưng tôi tin rằng là với những cái cơ chế, với cái kinh nghiệm đã có trước đây và với hiện tại, với cái từng trải kinh nghiệm của đồng chí Tổng Bí thư hiện nay đó, nếu mà đồng thời là Chủ tịch nước thì tôi tin rằng là đồng chí sẽ tròn vai. Từ cách gọi không đúng thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy như thế nào thưa đồng chí? Từ cách gọi không đúng đó thì người ta dễ hiểu, tức là sự áp đặt. Đã là Tổng Bí thư là coi như là kiêm, đã Tổng Bí thư là hợp nhất, và như vậy thì nó không chuẩn. Vậy như tôi nói đó, tức là Tổng Bí thư có nhiệm vụ quyền hạn của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước có nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước. Bây giờ nói kiêm chẳng hạn thì như vậy có nghĩa tức là vai chính là vai Tổng Bí thư, còn vai Chủ tịch nước là vai phụ. Không phải. Vai Chủ tịch nước quan trọng lắm. Nguyên thủ quốc gia, thống lĩnh lực lượng vũ trang, có rất nhiều nhiệm vụ quyền hạn. Có thể nói là những cái nhiệm vụ quyền hạn là rất là cao. Trong hiến pháp thì quy định rất rõ Chủ tịch nước nhiệm vụ quyền hạn như thế nào. Ở hiến pháp năm 23 đó thì quy định 6 nhiệm vụ quyền hạn. Thế còn trong điều lệ đảng của chúng ta cũng quy định là Tổng Bí thư là do Ban chấp hành Trung ương hội nghị lần thứ nhất bầu ra. Nhưng mà như tôi nói đó, chúng ta cần phải đổi mới, cần phải cải tiến. Và như đảng ta nói, tức là nghị quyết 4, khóa 12 đó, là phải kiểm soát quyền lực. Thì rõ ràng là nói kiểm soát quyền lực thì không loại trừ ai cả. Đồng chí Tổng Bí thư cũng phải chịu sự kiểm soát quyền lực, vì quyền đồng chí lớn lắm. Thì cái kiểm soát quyền lực đó thì hiện nay theo tôi đó, rất mừng là chuẩn bị cho cái đại hội tới đó thì đã thành lập các tiểu ban, trong đó có tiểu ban về điều lệ đảng, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng. Vì trong đó như tôi nói đó thì chưa nói được rõ Tổng Bí thư có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm thế nào. Thì nếu lần này bổ sung được trong điều lệ đảng như vậy thì tôi nghĩ là sẽ rất tốt. Đồng chí Tổng Bí thư ý thức được mình được làm cái gì, mình không được làm cái gì phải báo cáo trước đảng, cái gì phải báo cáo trước nhân dân. Vì điều 4 của hiến pháp quy định là đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội, nhưng đảng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân. Và như vậy rõ ràng rằng là chúng ta phải có cơ chế, phải luật hóa những cái quy định đó thì rất tốt cho đất nước. Xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Vũ Mão trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị cùng các đồng chí, có thể thấy rằng việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước là việc tự nhiên trong đời sống chính trị của nhiều nước. Người đứng đầu đảng cầm quyền đều là người đứng đầu nhà nước hoặc đứng đầu chính phủ. Đây không phải việc lạ hoặc học theo quốc gia nào khác. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng đây không phải là vấn đề kiêm nhiệm chức danh, mà nói theo một cách dễ hiểu thì đây là bầu cho một người để làm hai công việc. Chúng ta cần nhận thức rõ bản chất của vấn đề này để tỉnh táo trước các thông tin nhiễu loạn, hàm chứa ý đồ xấu. Chương trình Nhận diện sự thật hôm nay xin được dừng lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.